chị em trong tài liệu đó đó là Chúa là đấng phán và Ngài vẫn phán với chúng ta hàng ngày. Lời của Chúa có chép rằng là ở trong răng chương 4 câu 24 rằng Đức Chúa Trời là thần linh nên những người thờ phượng Ngài phải thờ phượng bằng tâm linh và chân lý. Lời Chúa nói ạ. Vậy có rất nhiều người hỏi là tại sao Chúa không nói với tôi bằng tiếng mà tôi có thể nghe được. Có bao nhiêu anh chị em đã từng thắc mắc như thế ạ? Rất nhiều đúng không ạ? Khi tôi mới đến với Chúa, tôi cũng nói rằng là sao? Nếu như mà Ngài có thật thì sao Ngài không phán với con bằng cái tiếng ồm ồm mà Mục Sư Thiện vừa mới tả ấy? Hoặc là với cái tiếng mà con có thể nghe được đấy. Thì con có thể tin rằng đấy là Ngài. Nhưng mà lời Chúa nói ở đây ạ. Đức Chúa Trời là thần linh. Nên những người thờ phượng Ngài phải thờ phượng bằng tâm linh và lẽ thật. Vì Adam và Eva đã phạm tội, anh chị em. Cho nên họ đã đánh mất đi mối quan hệ với Chúa. Và từ đó trở đi đến bây giờ Đức Chúa Trời Ngài vẫn đang cố gắng để khôi phục lại mối quan hệ đó giữa chúng ta với Ngài và Ngài vẫn hằng phán với chúng ta. Chúng ta sẽ có 6 phần học ở trong cái khóa học này trong hai ngày. À, trong tài liệu của anh chị em có ghi đó chúng ta sẽ có 6 phần. Phần 1 chúng ta đang học đó là Chúa là đấng phán hay là vẫn phán với chúng ta. Phần 2 chúng ta sẽ học đó là cách chúng ta những cách mà chúng ta có thể lắng nghe được tiếng Chúa. Phần 3 chúng ta sẽ học về khải tượng. Phần 4 nói về nhật ký tâm linh, phần 5 là nhật ký khải tượng và phần 6 kết thúc đó là vận hành các giác quan thuộc linh. Rồi, anh chị em chúng ta cần phải đặt ra một cái mục tiêu cho khóa học này. Đó là tôi bước chân vào đây và tôi đăng ký khóa học này để làm gì? Mục đích của tôi và mục tiêu của tôi là gì trong khóa học này? Chúng ta cần phải có mục tiêu đúng không ạ? Ví dụ như à, tôi khuyến khích con tôi học về dược hay là về ngành y ấy thì con tôi nó phải có một cái mục tiêu đó là con học để làm gì con học để trở thành bác sĩ hay là học để trở thành y tá có nghĩa là chúng ta phải có một cái mục tiêu chắc chắn khi chúng ta bước vào khóa học này đó là tôi sẽ nghe được tiếng chúa thường xuyên amen anh chị em chúng ta phải xác định được cái mục tiêu mà chúng ta học khóa học này có rất nhiều lợi ích khi chúng ta nghe được tiếng của chúa anh chị em ạ những cơ đốc nhân mà lắng nghe được tiếng của Chúa thì đời sống của chúng ta luôn luôn có niềm vui. Chúng ta nhìn thấy ở đây có rất nhiều lợi ích và anh chị em may mắn hơn chúng tôi rất là nhiều là anh chị em được học và lắng nghe tiếng Chúa. Như chúng ta nhìn thấy ở đây là khi anh chị em nghe được tiếng Chúa là anh chúng ta sẽ mang Chúa sẽ mang đến cho anh chị em sự thân mật giữa mối quan hệ với anh chị em với Đức Chúa Trời. Ngài mang đến cho anh chị em sự bình an, mỗi khi anh chị em mệt mỏi lo lắng bất an khi anh chị em nghe được tiếng của chúa thì sự bình an của ngài đến an ủi tấm lòng của anh chị em và khi nghe được tiếng chúa cũng mang lại cho anh chị em chúng ta sự hiệp nhất nữa đúng không ạ với người nào nói rằng là tôi nghe được tiếng chúa thì chắc chắn người đấy sẽ yêu thương anh em mình nếu người nào nói rằng tôi thường xuyên nghe được tiếng chúa thì chắc chắn chúa sẽ nói với người đó là hãy yêu thương người lân cận và mang đến sự hiệp nhất cho anh chị em rồi mang đến sự mặc khải hay là kế hoạch được báo trước cho chúng ta, đó là lời Chúa nói như vậy. Đức Thánh Linh là đấng sẽ mặc khải cho anh chị em những sự sắp đến. Thì khi anh chị em nghe được tiếng Chúa, anh chị em sẽ biết được ngày mai của anh chị em sẽ như nào, tương lai của anh chị em sẽ như nào và thậm chí là dòng dõi của anh chị em sẽ như thế nào. Tôi tin vào điều đó vì Đức Chúa Trời luôn là đấng nói cho chúng ta biết trước tương lai và mang đến sự bảo vệ của đức chúa trời khi anh chị em nghe được tiếng chúa anh chị em sẽ tin vào lời của đức chúa trời có mối quan hệ mật thiết và ngài bảo vệ anh chị em mọi lúc mọi nơi đó là điều chắc chắn khi anh chị em nghe được tiếng chúa cũng mang lại cái lợi ích đó là sự chu cấp chắc chắn thưa anh chị em bởi vì sao ạ khi nghe được tiếng chúa khi anh chị em thiếu thốn anh chị em có lời của chúa đến ta là đấng chu cấp cho con giống như thi thiên hai ba ấy đúng không ạ Đức Diêu Va là đấng chăn giữ tôi, tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Và khi anh chị em nghe được một từ như vậy, anh chị em tin vào cái điều đó và Đức Chúa Trời có cớ để chu cấp và hành động trên đời sống của anh chị em. Lời của Đức Chúa Trời mang đến sự biến đổi. Và tôi nhận ra một điều thưa anh chị em, với những người có mối quan hệ mật thiết với Chúa, họ thay đổi hàng ngày, họ thay đổi mỗi ngày, đời sống của họ trở nên tốt hơn mỗi ngày bởi vì họ nghe được tiếng của Ngài và Ngài sửa chữa, Ngài sửa trị họ và họ thay đổi về tính cách, thay đổi đổi về hoàn cảnh và thậm chí thay đổi về cả sức khỏe nữa. cho nên khi anh chị em nghe được tiếng Chúa có một lợi ích rất là tuyệt vời đó là sự thay đổi của ngài. lợi ích nữa là đó là mang đến sự chữa lành về thân thể cũng như sự chữa lành về nội tâm, chữa lành về tấm lòng. với một người mà thường xuyên nghe được tiếng tiếng của Chúa, ấy, tôi tin rằng người đấy không thể nào cay đắng và tổn thương người lân cận được. nếu như người đấy là người hàng ngày được nghe thấy tiếng của Chúa, là một người có tấm lòng nhân từ và tha thứ giống như vua David. Ông ấy đối diện với một cái người mà luôn làm hại mình Nhưng ông vẫn yêu cái người đó Và tha thứ cho người đó Đó là gì ạ? Ông đã hàng ngày được nghe thấy tiếng của Chúa Rồi tiếp một cái điều rất quan trọng đó là Khi anh chị em nghe được tiếng của Chúa Thì sẽ khiến cho tâm linh của anh chị em mạnh mẽ Con người bên trong của anh chị em luôn luôn mạnh mẽ Và cái tâm linh này rất quan trọng Khi tâm linh của anh chị em mạnh mẽ Thì anh chị em sẽ thắng được mọi nan đề Mọi kẻ thù vô hình mà tấn công anh chị em Bởi vậy anh chị em khi nghe được tiếng Chúa sẽ giúp cho chúng ta nhìn thấy lẽ thật Giúp cho chúng ta nhìn thấy sự thật Vì ngày xưa anh chị em tôi luôn sống trong Ví dụ như khi tôi phạm tội, phạm lỗi Tôi luôn định kiến, luôn định tội bản thân Mặc cảm và tự ti trên bản thân của mình Nhưng thật ra anh chị em vì không nghe được tiếng Chúa nên mới như vậy Nhưng khi nghe được tiếng của Chúa tôi cảm thấy được giải phóng À, Ngài là đấng nhân từ, Ngài không như mình nghĩ Ngài không khó như mình nghĩ Ngài, Mình nghĩ Ngài là Đức Chúa Trời quá lớn Quá thánh khiết nên khi phạm tội tự dưng mình định tội bản thân của mình nhưng khen khi nghe một lời chúa nói rằng là ta yêu con bỗng dưng những cái sự định tội đấy nó tan đi và mình nhận ra mình là ai cái giá trị của mình trong chúa là như nào và bắt đầu chúa đến và phục hồi chúng ta và người pharisi 800 năm trước công nguyên á và đến bây giờ cũng như vậy rất nhiều người họ bác bỏ tiếng phán của chúa họ chỉ tin rằng họ tiếp nhận mỗi năm sách ngũ kinh của môi xe sang thế ký xuất egypto ký dân số ký phục truyền luật lệ ký Lê Vi ký và chúng ta nhìn thấy là những sách của môi xe họ tin vào những sách đó và thậm chí người dân do Thái họ tin như vậy cho đến bây giờ rất nhiều người họ không tin rằng Đức Chúa Trời có thể phán với họ như lúc nãy tôi có nói với anh chị em và đó là cách mà ma quỷ nó muốn lừa dối người ta rằng Đức Chúa Trời không thể phán được đâu cách đây 2-3 năm khi chúng tôi học cái khóa kinh nghiệm Chúa và cái khóa kinh nghiệm Chúa đề cao rất nhiều về tiếng phán của Đức Chúa Trời à, và trong đó có một số cái người trưởng nhóm ở những hội thánh khác anh chị em ạ họ nói với tôi rằng là học thì cứ học vậy thôi nhưng mà chúa không phán đâu họ không tin là chúa phán mà là người trưởng nhóm ấy. và tôi thấy rất là nguy hiểm nếu mà trưởng nhóm mà tin rằng đức chúa trời không còn phán với mình nữa thì chắc chắn những người trong nhóm họ cũng không tin đúng không ạ một người lãnh đạo mà nghĩ rằng chúa không còn phán với họ nữa thì chắc chắn bầy trên làm sao mà được mở bởi vì đức chúa trời kinh thánh ngài nói người lãnh đạo là cái người mở và là cái người đóng mà khi mục sư mở thì anh chị em chúng ta cũng được mở khi người lãnh đạo đóng thì người ta cũng tin như vậy thôi cho nên đấy là một điều rất là nguy hiểm nếu như chúng ta không chiếu vào trong kinh thánh và rõ ràng kinh thánh nói thì ạ trên ta nghe tiếng ta vậy nếu như đức chúa trời không nói được hay là không nghe được đúng không anh chị em thấy vậy thì cầu nguyện để làm gì nhỉ đúng không ạ hay là đức chúa trời giống như các vị thần khác có mắt mà không thấy có tai mà không nghe hay là có miệng mà không nói được với chúng ta không phải đức chúa trời của tôi và anh chị em là đức chúa trời toàn năng Ngài còn vĩ đại hơn chúng ta rất nhiều Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người, có mắt, có mũi, có tai, có miệng. Ngài là Đấng tạo dựng nên chúng ta, có nghĩa là Ngài còn là Đấng quyền năng và vĩ đại hơn rất là nhiều. Ngài có thể nói với chúng ta mỗi một ngày. Và lời của Chúa nói trong Esai chương chương 50 câu 4 này. Câu 4 đến câu 5 ạ. À. Đây là lời của Chúa và đây tôi đang muốn nói với anh chị em là Đức Chúa Trời luôn luôn muốn phán và nói chuyện với anh chị em chúa là đức jehovah đã ban cho ta cái lưỡi của người được dạy dỗ để ta biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ mệt mỏi ngài đánh thức ta mỗi buổi sáng ngài đánh thức tai ta để lắng nghe như người học trò vậy chúa là jehovah đã mở tai ta còn ta ta không chống lại cũng không thối lùi vậy tiên tri esai cũng là một người bình thường như anh chị em đúng không ạ và ông nói như này Đức Giê-ô-va đã ban cho ta hay là anh chị em á cái lưỡi của người được dạy dỗ và đây là sự ban cho của Đức Chúa trời đúng không ạ để ta biết này dùng lời nói để nâng đỡ những kẻ mệt mỏi câu tiếp này câu năm này ngài đánh thức ta mỗi buổi sáng ngài đánh thức tai ta để lắng nghe như người học trò vậy tôi có thể nói với anh chị em rằng Đức Chúa trời luôn luôn nói chuyện luôn luôn muốn nói chuyện với anh chị em và ngài luôn tìm cách để đánh thức tai của chúng ta để chúng ta nghe được tiếng của Chúa bởi vì ngày nay tại sao chúng ta không nghe được bởi vì chúng ta quá nhiều thứ bận rộn quá nhiều thứ chi phối và thậm chí có một nhiều lý do ở dưới nữa đó là chúng ta có thể là không tin chúa có thể phán với chính đời sống của chúng ta vậy tiếp là chúa là jehovah ngài đã mở tai ta anh chị em nhìn thấy không? vậy có nghĩa là chúng ta rất cần chúa ngài mở tai chúng ta đúng không ạ vậy tại sao kinh thánh được chép và rất nhiều người có thể đọc nhưng không phải ai cũng hiểu không phải ai cũng hiểu và như nãy một Sư Thiện có hướng dẫn và cũng có cầu nguyện cho chúng ta. Thậm chí là Phaolô cũng nói nguyện xin Đức Chúa Trời Ngài mở con mắt lòng của anh chị em hay là soi sáng con mắt lòng của anh chị em. Có nghĩa là chúng ta phải xin, anh chị em, chúng ta phải xin, phải học Chúa ơi, xin mở tai con để con có thể nghe được tiếng của Ngài. Xin mở con mắt lòng của con để con có thể nhìn thấy những điều diệu kỳ từ nơi Ngài. Vậy thái độ của Esai ở đây có nghĩa là tôi không phản ứng và tôi cũng không thối lui hay là tôi cũng không chống lại tôi tiếp nhận những gì mà đức chúa trời ngài muốn bày tỏ cho tôi đây là thái độ của esai vậy thưa anh chị em có bao nhiêu người trong số các anh chị em đây chúng ta đã ít nhất một lần được nghe tiếng chúa ạ à? anh chị em có thể giơ tay được không à, cũng không có nhiều lắm đúng không ạ vậy có bao nhiêu anh chị em chưa bao giờ nghĩ nghĩ rằng mình chưa bao giờ nghe tiếng chúa ạ à? anh chị em có thể giơ tay được không dạ, Ồ, sao lúc nãy hỏi có thể nghe thấy thì một nửa dơ tay mà bây giờ hỏi có những người nào chưa bao giờ nghe thì chỉ có hai người dơ nhỉ. <laughs> vậy những người không dơ tay thì là đang ở cái chỗ nào ạ? Không tiếng người. <laughs> hay là anh chị em không nghe được tiếng tôi thật? <laughs> vâng, và anh chị em ạ, à, cảm ơn Chúa vì anh chị em đã tham gia khóa học này và có một điều chúng ta cần phải đề ra một cái mục tiêu, cái niềm tin chắc chắn rằng như Esai hằng ngày nghe thấy tiếng của Chúa, hằng ngày Chúa mở tai tôi nghe thấy tiếng của Ngài. Và Đức Chúa Trời thì luôn luôn muốn nói Đức Chúa Trời luôn luôn muốn phán và trò chuyện Và Chúa ơi xin hãy mở tay con Để con lắng nghe thấy tiếng của Chúa Lời của Chúa cũng nói trong châm ngôn rằng Phước cho người nào lắng nghe lời ta hàng ngày tỉnh thức nơi cửa ta Và túc trực bên các trụ cửa ngay lối vào nhà ta Vì ai tìm được ta là tìm được sự sống Và hưởng được ân huệ của Đức Giê-hô-va Châm ngôn chương 8 câu 34 đến 35 nói như vậy và thưa anh chị em đấy là ý muốn của đức chúa trời đức chúa trời muốn anh chị em nghe thấy tiếng chúa và kinh thánh nói gì ạ phước cho người nào hằng ngày tỉnh thức nơi cửa ta và lắng nghe lời của ta thì kinh thánh nói những người như vậy gọi là người được phước những anh chị em nào mà hằng ngày ngủ dậy chúng ta lắng nghe tiếng của chúa chúng ta cảm nhận được sự dẫn dắt của thánh linh chúa thì kinh thánh nói những người như vậy gọi là người được phước và phước cho người nào có nghĩa là anh chị em có nhìn thấy đây là ý muốn của chúa không ạ phước cho người nào hàng ngày lắng nghe lời của ta và tiếp nhận lời Chúa trong cũng trong Esai nói rằng hãy đến gần và mở rộng đôi tai của các con anh chị em kinh thánh có dạy chúng ta nghe tiếng Chúa không ạ nhiều là đang khác Đức Chúa trời muốn không ạ rất muốn xuyên suốt từ cựu ước cho đến tân ước Chúa Giêsu ngài cũng luôn nói ai có tai mà nghe thì hãy nghe ai có tai mà nghe hãy nghe có nghĩa là có nhiều người có tai nhưng mà thực sự chưa nghe được Đúng không ạ? Nhưng ai có tai mà nghe được hãy nghe lời của Chúa phán. Và lời Chúa trong Ê-sai 55 nói rằng hãy đến gần và mở rộng đôi tai của các con, hãy lắng nghe thì các con sẽ tìm được sự sống. Ta sẽ kết giao ước đời đời với các con, ta sẽ cho các con hưởng tình yêu vững bền mà ta đã hứa cho David. Chúa nói với dân sự của Ngài là hãy đến gần ta và mở rộng đôi tai của các con. Răng chương 1 câu 1 cũng nói rằng Ngôi lời, ban đầu có ngôi lời và ngôi lời ở đây chính là lời của Đức Chúa Trời là đấng phán, là tiếng phán. Ngôi lời phán rất là nhiều, thưa anh chị em. Có những thời điểm, anh chị em ạ, khi tôi học lắng nghe tiếng Chúa mỗi ngày và có những giai đoạn tôi phải thốt lên một điều như thế này. Chúa ơi, Ngài nói nhiều thế. Thật thôi anh chị em, tôi, tôi đang muốn nói, tôi mới hiểu ra một một sự thật đó là Chúa, Chúa nói lúc nào ngài cũng muốn nói chuyện với chúng ta đó là nhu cầu đúng không ạ ai anh chị em ở trong một mối quan hệ anh chị em nói rằng anh chị em yêu chúa và anh chị em tin rằng chúa yêu anh chị em và anh chị em tin vào sự cầu nguyện đúng không ạ vậy một mối quan hệ nó phải là hai chiều anh chị em nói với chúa hai để chúa có cơ hội để nói lại với anh chị em và càng ngày nếu như anh chị em ở trong mối quan hệ mật thiết với chúa lâu lâu ấy anh chị em sẽ cảm thấy rằng mình giảm bớt cái lời nói của mình lại mà lắng nghe nhiều hơn và anh chị em sẽ không còn nói nhiều nữa nhưng học khôn đó là nghe tiếng Chúa nhiều hơn. Và chúng ta là con cái non trẻ đúng chúng ta phải đến trình dâng lời cầu nguyện và nài xin. Nhưng khi anh chị em ở trong sự mật thiết với Đức Chúa Trời ấy, chúng ta sẽ đến và chúng ta sẽ thấy cái cái lời nói của chúng ta giảm bớt đi nhưng chúng ta học để nghe tiếng của Chúa nhiều hơn. Và nếu như một mối quan hệ mà chỉ có một người độc thoại thì đấy không phải là một mối quan hệ. Một mối quan hệ hai chiều, một cuộc nói chuyện đúng không ạ? Gọi là khi thì giờ cầu nguyện của anh chị em thì gọi là thì giờ nói chuyện. Nhưng thường thì chúng ta chỉ nói và không cho Chúa có cơ hội để nói. Nên trong cái khóa học này chúng ta sẽ học cách để lắng nghe tiếng của Chúa. Răng chương 10 câu 27 có nói rằng Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó và nó theo ta. Lời Chúa ví chúng ta là con chiên. Và con chiên có một cái đặc điểm ấy, là nó chỉ nghe tiếng của người chăn là người quen thuộc của nó thôi. Và như lời Chúa nói, nếu như anh chị em là chiên của Chúa thì anh chị em phải nghe được tiếng Chúa nếu như anh chị em không nghe được tiếng Chúa, xem lại mình có thực sự là chiên của Chúa hay không? mà là, ngài đã khẳng định rồi chiên ta chắc chắn thì sẽ nghe tiếng ta, ta quen chiên đó và chiên đó quen ta. Anh chị em nói rằng anh chị em quen Chúa, anh chị em có thực sự là người quen Chúa hay không? hay là chỉ mỗi Chúa quen chúng ta thôi? Chúa biết chúng ta đến nỗi tóc trên đầu của chúng ta Chúa cũng đếm hết đúng không ạ? nhưng mà nhiều khi chúng ta lại không biết rõ ngài là đứng như thế nào. vậy chúng ta đến với phần a tại sao nhiều người không nghe được tiếng Chúa ngày nay. Có thể nói lại một điều như thế này cho các anh chị em trong căn phòng này. Đức Chúa Trời không thiên vị bất cứ ai. Đức Chúa Trời không thiên vị con người mà à, ví dụ như Chúa quý người này thì Chúa nghe tiếng nói với người này còn người kia thì Chúa không nói không phải. Tất cả chúng ta đều nghe được. Esai nghe được. Jeremy nghe được, Môi-se nghe được, Joseph nghe được tiếng Chúa, David nghe được tiếng Chúa thì anh chị em cũng nghe được. Anh chị em phải tin vào cái điều đó Chúa không bao giờ thiên vị ai hết Cái lý do đầu tiên khiến cho nhiều người Người ta không nghe được tiếng Chúa ấy, Đó là người ta không để ý Người ta không để ý rồi Gióp chung 33 câu 14 nói như thế này ạ Vì Đức Chúa Trời phán dạy cách này hay cách khác Nhưng con người không để ý đến Chúng ta thấy một cái thực trạng ngày nay Của rất nhiều người Đây là một câu nói khẳng định rằng Đức Chúa Trời phán dạy cho chúng ta hết cách này đến cách kia Chúng ta có nhìn thấy một người bố, một người mẹ đúng không ạ? Khi nói chuyện với con mình Dùng mọi cách để nói cho con mình nó hiểu đúng không ạ? Dùng mọi cách để dạy cho con mình Ví dụ như anh chị em làm cha làm mẹ dạy những đứa trẻ mới lớn ấy Khi nó bắt đầu chập chững, bắt đầu tập nói Thì người cha, người mẹ dùng đủ mọi cách để làm cho con mình hiểu được tiếng của mình Dù làm đủ mọi cách để con nó mình nghe cái tiếng của mình để nó hiểu Và Đức Chúa Trời cũng làm như vậy Ngài dùng đủ mọi cách đủ mọi cách hôm nay chúng ta sẽ học những cách như thế nào nhưng Đức Chúa Trời đã dùng tất cả những cái cách đó để nói với anh chị em nhưng Kinh Thánh nói đây ạ. Nhưng chúng ta hay là con người không để ý đến. Cái từ ở đây có nghĩa là không để tâm vào. Và khi càng ngày càng bước đi với Chúa, càng nghiên cứu về kỹ về những giấc mơ hay là những phương cách mà Đức Chúa Trời phán tôi mới nhận ra một điều đúng mình đã không để tâm đến. Và khi ăn năn với Đức Chúa Trời, bắt đầu để tâm vào những cái điều đó thì tôi mới nhận ra rằng đây là tiếng phán của Ngài chúa sẽ vẫn tiếp tục phán với anh chị em và ngài không rút lại điều đó đâu thứ nhất thái độ của một người lý do mà một người không nghe được tiếng chúa đó là họ không để ý chúng ta có thể ghi vào cái sổ của chúng ta cái thứ hai á, lý do mà người ta không nghe được tiếng chúa ấy, đó là người ta chỉ thích nghe cái điều mà mình muốn nghe có bao nhiêu anh chị em giống như tôi ạ à, nhiều khi chỉ thích nghe những cái điều mà mình đang quan tâm đúng không ạ Chúa ơi ngài phán cái gì mà con quan tâm đi Con đang cần tiền Con đang cần uh, đóng tiền học mới Đóng tiền nhà mới mua nhà mua xe Con đang quan tâm đến công việc của con Con có, có thành công không Con đang quan tâm đến những cái điều đấy Và thành ra những cái điều khác chúng ta không muốn nghe Mặc dù Chúa muốn nói nhưng chúng ta không để ý và không muốn nghe đúng không ạ chúng ta chỉ thích nghe những cái điều mà mình muốn nghe thôi cái này có trong kinh thánh và cái hậu quả của cái việc này nó cũng rất là nặng nề là lời Chúa ở trong ở trong hai sử ký chương 18 đấy trong một trận chiến tại ramot trận tiến ramot tại galaat thì vua Giuda đã từ trận vì chỉ muốn nghe những lời mà mình muốn nghe đó là gì ạ thái độ ích kỷ có nghĩa là tôi chỉ thích quan tâm đến điều tôi thích còn những việc khác hay là ý muốn của đức chúa trời tôi không quan tâm đây là thái độ của cái vị vua này có nghĩa là vị vua này nói đến và muốn ra đánh cái trận chiến đó và tin rằng mình sẽ thắng và khi uh, ông ta quyết định đi ra cái trận chiến đó thì có một vị vua nói rằng là Thế có tiên tri nào khác của Chúa Hằng hữu ở đây không? Bởi vì cái ông vua này đã gọi đến 500 tiên tri Và cả 500 tiên tri đấy đều nói cái điều mà ông này thích nghe Ông này, ý của ông này muốn là hãy nói với tôi đi là tôi sẽ thắng cái trận này Nhưng cái vị các vị tiên tri kia đều nói là thắng đó, vua hãy ra trận đi Nhưng chỉ duy nhất có một vị tiên tri thôi Và đến nói, ông ấy là Miche và đến nói với cả Vị vua này là đừng ra trận vì nếu ra trận thì vua sẽ chết và cuối cùng là anh chị em biết không Ông ta đòi giết cái vị tiên tri này Chỉ vì sao ạ? Chỉ vì ông nói như thế này này Có một người có thể cầu hỏi Chúa Hằng hữu cho chúng ta Tên là Miche con của Diêm La Nhưng tôi ghét hắn lắm Vì hắn chẳng nói lời tiên tri nào tốt cho tôi Vì toàn là điều xấu <laughs> Và anh chị em thấy là một cái thực trạng của nhiều cơ đốc nhân ngày nay Chúng ta chỉ quan tâm đến ý muốn của mình thôi Cái giới hạn anh chị em chúng ta nhỏ lắm có một cái sự như thế này Nhiều khi chúng ta thích cái gì đó nhưng mà nó rất là nhỏ Đức Chúa Trời thì muốn ban cho chúng ta cái lớn hơn Chúng ta cứ nói Chúa ban phước cho con của con Chúa ban phước cho ngôi nhà của con Ban phước cho công việc của con đi Nhưng Đức Chúa Trời thì muốn nói đến tương lai của chúng ta Đức Chúa Trời còn muốn nói nói đến cái gì đó rất là lớn trong cuộc đời chúng ta Và Ngài muốn chúng ta nghe Nhưng chúng ta cứ không 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 Con chỉ thích nghe này thôi Và cứ tập trung tìm 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 để nghe cái tiếng đó Tiếng như thế nào nhỉ? À sắp tới con sẽ mua được bất động sản, sắp tới con sẽ có người yêu, sắp tới con sẽ có chồng, sắp tới con sẽ có vợ. Đấy là những điều mà chúng ta luôn luôn muốn nghe đúng không ạ? Còn những cái điều như là con hãy cẩn thận với tội lỗi này, con hãy cẩn thận với sự kiêu ngạo kia, con hãy cẩn thận với sự tham lam này thì chúng ta lại không thích mấy cái cái kiểu dạy dỗ đấy của nơi Chúa đúng không ạ? Nhưng những cái đấy mới là cái quan trọng, những cái đấy mới là cái cứu rỗi linh hồn của chúng ta. Còn cái xe, ngôi nhà hay là những cái mà chúng ta đang xin Chúa ấy, nó rất nó cũng quan trọng nhưng nó chưa thực sự quan trọng bằng ý muốn của Đức Chúa Trời. Điều gì đến từ Chúa là điều tôi muốn nghe nhất. Điều gì đến từ Đức Chúa Trời là điều tôi luôn luôn cần phải nghe và tôi tin rằng nó phù hợp và nó rất là cần thiết cho thời điểm đấy. Vì Đức Chúa Trời luôn phán và Ngài phán thì có mục đích mà đúng không anh chị em? Ngài không tự dưng phán một điều gì mà chúng ta không cần cả. Ngài luôn phán điều gì đó rất lớn và vĩ đại trên đời sống của chúng ta. Rồi cái lý do thứ ba mà người ta không thể nghe được tiếng Chúa ấy. Đó là lòng người ta đầy dẫy sự tối tăm hay là tội lỗi. Kinh Thánh trong một răng chương 2 câu 9 câu 11 nói rằng là Người nào nói mình ở trong ánh sáng mà ghét anh em mình thì còn ở trong bóng tối Ai yêu thương anh em mình thì ở trong ánh sáng Nơi người ấy không có điều gì gây cho vấp phạm Nhưng ai ghét anh em mình thì ở trong bóng tối Bước đi trong bóng tối và không biết mình đi đâu Vì bóng tối đã làm mù mắt người Vậy chúng ta nhìn thấy đây nha Người nào có lòng đầy sự cay đắng, sự thù ghét và tính xác thịt ấy, Thì bước đi trong bóng tối những người như vậy anh chị em kinh thánh nói này bóng tối đó hay là tội lỗi đó sự vi phạm đó sự cay đắng đó sự ghen ghét đó sẽ làm mù mắt họ mà không nói về đi không nói về mù mắt thật nhanh anh chị em nhé không nói về mù mắt vật lý đâu mà đang nói đến mắt tâm linh chúng ta có con mắt tâm linh và kinh thánh nói những cái người mà bước đi trong bóng tối ấy, lòng đầy dẫy sự cay đắng ghen ghét anh em mình ấy thì những người đấy không thể nào nghe và nhìn thấy ý muốn của đức chúa trời vì thần đời này làm mù mắt của họ rồi vậy một điều để tôi nhắc nhở anh chị em điều này, những người nào mà có lối sống ghen tị, ghen ghét anh em mình, không yêu thương người lân cận và anh chị em thấy họ họ cứ nói chuyện là mang đầy sự cay đắng ấy, sự tiêu cực ấy, những cái người đấy mà nói rằng anh ơi chị ơi chúa phán với tôi cái điều này điều kia thì hãy xem xét lại cái lời chúa phán đấy là gì nhé anh chị em nhé. đối với tôi cá nhân tôi tôi sẽ không không tin đâu. bởi vì nếu như lòng đầy sự tối tăm này thì không biết là thần nào phán chứ chưa chắc đã là chúa của chúng ta đúng không ạ? tôi tin vào lời của Chúa, vì tôi tin rằng lòng trong sạch thì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Một người có lòng tối tăm và tội lỗi, ghen ghét, đố kỵ mà không ăn năn, không xin Chúa tha thứ thì người này phải xem lại, nếu như họ nói thường xuyên nói với chúng ta, Chúa phán Chúa phán Chúa phán, xem lại cái ý đó. Vậy anh chị em hãy cẩn thận. Hãy luôn luôn tra xét chính bản thân của mình để xem mình có đang bước đi trong sự ghen ghét sự đố kỵ sự cay đắng hay không bởi khi lòng chúng ta cái đấy tôi nói rằng đầy rác với anh chị em nếu lòng đầy rác thì khó nghe lắm đúng không ạ giống như là cái dữ liệu của anh chị em mà bị đầy nó sẽ bị quá tải và không nhận được dữ liệu nữa ấy. thì phải dọn rác đi dọn hết tất cả những cái bên trong lòng của chúng ta đi để chúng ta nhạy bén với thánh linh của đức chúa trời vì thánh linh không thể đi lại ở trong cái nơi tối tăm được một mạch nước không thể nào ra mạch nước ngọt và mạch nước đắng được đấy là lời Chúa cái người thứ tư dấu hiệu thứ tư của những cái người không nghe được tiếng Chúa nhé và cái này cũng có rất nhiều thậm chí nếu như chúng ta không cẩn thận là chúng ta cũng ở cái 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 chỗ này đó là không vâng lời ai cũng nghĩ rằng mình vâng lời Chúa đúng không ạ ai cũng nghĩ là mình vâng lời Chúa nhưng tôi thử bởi vì tôi đã ở trong một cái vị trí gọi là có quá nhiều người đến với tôi xin cầu nguyện và tôi hiểu rất nhiều người thậm chí chính chúng ta nhiều khi rơi vào cái trạng thái này đó là không vâng lời chúa phán chúa dạy chúa hướng dẫn nhưng không làm theo lời chúa có nói với vua sau lơ là tận diệt dân amalek và tất cả những vật nuôi nhưng sau lơ đã không vâng lời đúng không anh chị em có rất nhiều người xin chúa hãy phán cho con đi hãy tiên tri cho con đi hãy cho con biết đi nhưng nhiều khi anh chị em ơi chúa nói chúng ta có làm theo đâu Đúng không ạ? Chúa nói à, các con chúng ta đến xin Chúa chúa con cầu nguyện lòng của con cay đắng người anh em chị em này quá xin Chúa giúp con và Chúa đến Chúa cho chúng ta một lời, ta yêu con và con hãy yêu người người đó, hãy tha thứ cho người đó. Chúng ta nghe xong chúng ta đứng dậy chúng ta quên luôn và chúng ta không làm, đúng không ạ? Và cứ nhiều lần như thế, rồi chúng ta chỉ thích làm những cái gì mà chúng ta muốn nghe từ lời Chúa thôi. Chúa Chúa bảo chúng ta hãy hãy vững tin, ta ở cùng với con. Hãy bình an, ta ở cùng với con. Nhưng mà chúng ta vẫn lo lắng, vẫn bất an, vẫn không làm theo những gì mà Chúa nói. Chúng ta nhờn với cả lời của Chúa Nên nhiều khi tôi phải tra xét chính mình có biết Anh chị em biết có một lời khải tượng Chúa cho hội thánh lời sự sống Mà hội thánh của chúng ta đi à, Từ năm 2004 đến bây giờ là 20 năm Có một lời ở trong khải tượng thôi đúng không ạ Từ bầy chiên nhỏ bé này đúng không ạ Ta sẽ dấy lên các con Trở nên những người chiến sĩ Và ra đi và đắc thắng cho Chúa Chỉ một lời đấy thôi mà cả hội thánh làm 20 năm nay vẫn đang làm nhưng mà anh chị em biết ngày nào chúng ta cũng đến Chúa cho con lời, Chúa cho con lời thì Chúa hỏi thế con có làm không? Đúng ạ? Như sau lơ này này khi Chúa nói là phải diệt dân Amalek và tất cả những vật nuôi nhưng sau, sau lơ đã không vâng lời. Và Kinh Thánh nói trong một song Nguyên chương 15 rằng song Nguyên trả lời với sau lơ đó là tiên tri Nguyên nhé. Tôi không trở lại với vua đâu vì vua đã từ bỏ lời của Đức Giê-hô-va nên Đức Giê-hô-va từ bỏ vua không cho vua cai trị Israel nữa. Chúng ta thấy một tai họa chưa ạ? rõ ràng sau lơ là một người được chúa chọn là một người được chúa sức giàu nhắc lên làm vua nhưng chỉ vì ông ta không nghe lời chúa không vâng lời chúa chúa có phán và tưởng chừng giống như ông ta đang vâng lời vậy nhưng cuối cùng ông ta không vâng lời và kinh thánh nói ở đây là chúa từ bỏ người không vâng lời và ngài không cho cai trị israel nữa có nghĩa là chúng ta cũng có thể rơi vào cái tình trạng này có thể chúa đã chọn anh chị em lập anh chị em lên sức giàu cho anh chị em nhưng nếu chúng ta có một cái thái độ không vâng lời chúa nghe nhưng không làm theo lời Chúa thường xuyên và bị nhờ nên anh chị em cái thái độ quan trọng là cái thái độ nhá. Còn có những người họ cũng phạm tội đúng không ạ? Nhưng họ có một cái thái độ là ăn năn. Còn sau lơ ở đây là ông ta cãi, ông ta không có thái độ ăn năn nhé. Còn những người họ vẫn có thể vấp phạm chứ đúng không anh chị em? Có thể Chúa nói nhưng mà chúng ta chưa làm được. Nhưng chúng ta có một cái thái độ gì ạ? Ăn năn, xin Chúa ta thứ mà giúp đỡ con để con từ bỏ cái tội lỗi đó. Để con làm được cái điều Chúa muốn nói với con Đấy là một thái độ khác Còn sau lơ thì ông luôn luôn khác Ông luôn luôn Giống như là ông ấy cãi lại cái lời của Chúa hay là tự biện hộ cho chính mình Chứ ông không hề có thái độ ăn năn cho đến ngày ông chết, không ăn năn Vậy Đức Chúa Trời sẽ không tiếp tục phán với những người cứ không vâng lời Cho nên đấy là một trong những lý do mà nhiều người không nghe được tiếng Chúa Rồi một cái lý do nữa cũng rất là phổ biến bây giờ Lý do thứ năm đó là bị tà linh áp bức Cái này chúng ta hiểu rõ đúng không ạ? Cho nên lúc đầu một sư thiện có cầu nguyện cho anh chị em á cảm ơn chúa những anh chị em nào trong khóa học này mà đang ngồi học mà cảm thấy buồn ngủ cảm thấy khó nghe hãy đứng dậy đi ra nhà vệ sinh chúng ta hãy tranh chiến được không ạ chúng ta tranh chiến cho đức tin của chúng ta chúng ta tranh chiến cho thì giờ này chúng ta đã quyết định bỏ thời gian bỏ công việc của chúng ta để chúng ta đến đây học đó là một sự rất tuyệt, hy sinh rất tuyệt vời. Vậy anh chị em hãy xác định rằng tôi đã đi học và tôi xác định, xác quyết tôi phải nghe được tiếng của Chúa. Và không có một cái con quỳ nào nó có quyền bịt tai, bịt mắt của anh chị em cả. Amen anh chị em. Chúng ta phải nỗ lực. Tôi nhớ cái năm tôi đi học trường Kinh Thánh năm nhất, tôi có bị một cái tình trạng như vậy. Khi đó tôi rất thích học, anh chị em tôi yêu lời Chúa lắm. Và tôi đi học trường Kinh Thánh năm nhất, tôi nhớ tôi bị một cái tình trạng như này. Đó là tôi cứ đến trường tôi bị mệt và mắt tôi mờ, tôi không nhìn thấy mục sư đâu cả. Và tôi bị sốt nhưng mà tôi vẫn quyết tâm học Tai tôi cứ bị ù, tôi không nghe thấy gì Nhưng chỉ có đi học tôi mới bị như thế Tôi không hiểu tại sao và tôi có đến nhờ mục sư phê hôm đó Mục sư cầu nguyện cho em vì cái tình trạng này của em mấy ngày hôm nay rồi Em đi học em mới bị Và mục sư phê có đặt tay cầu nguyện cho tôi Nhưng mà anh chị em mà tôi vẫn không thấy đỡ Tôi đi lên trên gác xếp Và tôi nhìn mục sư tôi mờ lắm Mà mục sư nói gì gần như tôi không hiểu, tôi không nghe được Và anh chị em có biết không Tôi hiểu ra vấn đề Và ngày hôm đó tôi tranh chiến Tôi cầu nguyện, tôi ra lệnh cho cái thứ mà đang che mắt của tôi, cho cái thứ mà đang bịt tai của tôi, cho cái thứ mà đang khiến tôi mệt mỏi muốn đi về ấy. Tôi ra lệnh cho nó phải rời và anh chị em biết ngay trong cái buổi tối ngày hôm đấy, tôi tự dưng trở thành một cái người hoàn toàn bình thường, giống như cái việc sốt nó không còn một không hề có. Cái đôi mắt của tôi bắt đầu tinh hơn, tôi bắt đầu nhìn mục sư và tôi bắt đầu nghe những cái bài giảng của mục sư được. Nên tôi mới hiểu, một cái người mà bị tà linh áp bức thường xuyên nó không muốn chúng ta nghe nó không muốn cho chúng ta thấy Nó không muốn chúng ta ngồi đây Luôn luôn có một cái cảm giác gì đó Muốn đứng dậy, muốn đi về, muốn buồn ngủ Anh chị em ạ, à, mệt mỏi khi nghe Cho nên anh chị em hãy có một cái đức tin sắc quyết và mạnh mẽ Tôi phải nghe và tôi phải học Giống như anh chị em phải chiến đấu lại với chính cái thứ đó Khiến cho anh chị em mệt mỏi Rồi nó sẽ phải lìa khỏi anh chị em Vậy cái người như Kinh Thánh 2 Cô Rinh Tô chương 4 câu 4 có nói Thần của đời này làm mù lòa tâm trí của những người vô tín Để họ không thấy ánh sáng tin lành Vinh quang của Đấng Christ là hình ảnh Đức Chúa Trời đó anh chị, anh chị thần của đời này hay là hay là hay là, là satan ấy đã làm mù lòa tâm trí của những cái người đây nói về cái nhóm người vô tín nha anh chị em nhé vậy có rất nhiều nên trong ở cái câu kinh thánh khác răng chương 8 câu 43 cũng có nói rằng là tại sao các ngươi không thể hiểu điều ta nói vì các ngươi không thể nghe được lời của ta nên Anh chị em nhìn trong răng chương 8 câu 43 44 đấy vì các ngươi không thể hiểu thể nghe được lời của ta các ngươi từ cha mình là ma quỷ và muốn làm theo dục vọng của cha mình. Ngay từ đầu nó đã là kẻ giết người và không đứng trong chân lý vì chân lý không ở trong nó. Khi nó nói dối thì nói theo bản tính mình vì nó là kẻ nói dối, là cha của sự nói dối. Câu 47 nói, ai ra từ Đức Chúa Trời thì nghe lời Đức Chúa Trời, sở dĩ các ngươi không nghe vì các ngươi không thuộc về Đức Chúa Trời. Và tôi muốn nói với anh chị em rằng câu chuyện này là Chúa Giêsu đang nói với nhóm người nào ạ? Có phải là người Do Thái không? Mà họ còn cãi với Chúa nhá Là tôi là người con của Abraham á. Có nghĩa là họ cũng là dòng dõi của Chúa luôn Nhưng Chúa lại nói họ không phải là con của Ngài Đúng không ạ? Các người không phải con của Đức Chúa Trời Nên có rất nhiều gọi là thần của đời này Đã làm mù loà họ Họ không thể nghe được tiếng Chúa Không thể hiểu được lời của Chúa Cho nên dấu hiệu của những người đấy là Họ rất mệt mỏi khi nghe tiếng Chúa Luôn muốn buồn ngủ, luôn buồn ngủ Căng thẳng, áp lực và kể cả khi cầu nguyện cũng như vậy đấy là dấu hiệu nha anh chị em nhé nên chúng ta phải chiến đấu và có thể tôi nói như thế này họ lừa dối những người có tâm trí như vậy họ lừa dối ma quỷ lừa dối và bị đeo bám nó bịt hết tất cả các cái giác quan thuộc linh nó bịt cái đôi mắt nó bịt đôi tai nó khiến cho cái tâm trí người này không nhận được lời Chúa giống như nghe mà không hiểu xem mà không thấy anh chị em dù có cố gắng thế nào họ cũng vẫn bị như vậy cho nên cái người như vậy thì tôi có thể nói như thế này chúng ta cần giải cứu Amen, anh chị em. À, một cái sự một cái điều này anh chị em cần phải hiểu với những hội thánh ngày nay á, tôi có xem một cái thống kê ở ở tại Mỹ và người ta nói là uh, những hội thánh mà giữ được người, những hội thánh mà phát triển, đó là gì ạ? Giữ được 80% lượng người đến với Chúa nhá. Đó là khi người mới đến với Chúa là phải đưa người ta vào cái giai đoạn giải cứu luôn tâm vấn chữa lành và giải cứu cho người đấy luôn. Thì những hội thánh họ làm những cái công tác như thế thì họ giữ được 80% những người ở lại hội thánh. Còn những hội thánh không làm công tác như vậy thì người ta thống kê là chỉ còn lại 20% thôi. Vậy anh chị em có thấy là cái việc giải cứu cho người ta rất là quan trọng không ạ? Khi giải cứu tự dưng giống như tôi cái lần tôi tự tranh chiến ấy, Và tôi thấy giống như nó lìa khỏi cái đôi mắt của mình, đôi tai của mình Tôi được nghe lời Chúa một cách thông hành hơn Cho nên rất quan trọng cái việc cần phải được giải cứu Thế tôi tin rằng khi đầu giờ một sư thiện đã cầu nguyện hướng dẫn cho anh chị em rồi Vì lời của Chúa nói như thế này trong Roma này Như vậy đức tin đến từ việc người ta nghe Và khi người ta nghe là lời của Chúa được giao giảng Đức tin đến là việc anh chị em đang nghe đây này Thế nhưng mà nếu như nó bịt tai của chúng ta thì nghe vào đâu nữa đúng không ạ? Nếu như nó bịt tai chúng ta thì làm gì còn đức tin nữa? Bởi vì đức tin tin chỉ đến khi người ta nghe lời của Chúa, lời của Đấng Christ được giao giảng ra. Và nếu như đôi tai bị bịt rồi thì không còn đức tin và không có kết quả trong cuộc sống. Nên chúng ta luôn luôn cần phải gì ạ? Chúa ơi giải cứu con. Nếu như chúng ta cảm nhận chúng ta là nạn nhân của Satan và hãy cầu nguyện và chiến đấu với tất cả những cái điều đó. Rồi cái người dấu hiệu thứ sáu của cái người mà không nghe được tiếng Chúa ấy, khó nghe được tiếng Chúa ấy, đó là là gì anh chị em <laughs> có ai nói nhiều trong này không wow mỗi mình chị Hương khiêm nhường bạn hằng nga <laughs> à, dạ chúng ta nói quá nhiều và không kiên nhẫn khi đến gần Chúa đây là một hiện tượng nhiều phổ biến luôn đến với Chúa chỉ à, nhanh nhanh chồng chóng nói cái nhu cầu của mình cho xong rồi, rồi rồi đứng dậy đi làm đúng không ạ chào Chúa con đi đây Chúa ơi nhá ngày hôm nay con báo cáo tình hình con sẽ đi làm Chúa bảo vệ con trên chiếc xe máy này bảo vệ con trên ô tô bảo vệ con chúc phúc cho công ty này của con nhá bảo vệ con trai con gái của con nó đang đi học nhá Amen dành Chúa đứng dậy đi làm tiếp đúng không ạ chúng ta hay làm như thế đúng không anh chị em Chúa bảo từ 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 chờ đã đến lượt ta đâu <laughs> đã đến lượt ta đâu để cho ta nói với con chứ để ta còn dặn con chịu chuyện này chứ con đi đường con hãy như thế này đúng không ạ hay là hôm nay ta muốn con đến chỗ này hôm nay ta muốn con nói điều này với con trai con gái của con hãy gửi lời yêu thương của ta đến với người lân cận của con chả kịp nghe gì cả nói mỗi cái nan đề của mình thôi báo cáo tình hình và yêu cầu chúa phải làm chúc phúc và bảo vệ giống như là vệ sĩ hay là thiên sứ phải bay theo chúng ta để chúc phúc cho chúng ta trong cả một ngày ấy đó. thì chúng ta thì đã nói quá nhiều Và không lắng nghe được tiếng của Chúa Giống như câu nói trong clip đó chúng ta giống như những cái người mà rung chuông cửa nhà người khác và bỏ chạy trước khi có người kịp ra mở cửa giống như một người không có kiên nhẫn đúng không ạ ấn chuông ấn chuông ấn chuông sao lâu thế lâu thế lâu thế thôi đi luôn không cần phải đợi nữa và người ta chưa kịp ra mở cửa và thái độ của cơ đông nhân là như thế đấy nhiều khi chúng ta cũng đến với chúa nhưng không chịu nán lại để lắng nghe tiếng của ngài luôn bỏ chạy và anh chị em biết không chúng ta tôi đánh giá một cái điều như thế này Tại sao đạo Chúa hay tại sao tin lành hay là tại sao những cơ đốc nhân chúng ta không nhiều khi chúng ta đặt một cái câu hỏi, có rất nhiều đạo khác họ đang mạnh hơn, đang rất phát triển. Và ví dụ như là uh, có rất là nhiều những đạo như là thiền yoga hiện tại nó đang rất là phổ biến với rất, rất nhiều người. Và anh chị em khi người ta thiền người ta kết nối với một thế giới linh. Và người ta tập thiền, anh chị em thử nghĩ mà xem, ngày nào họ cũng tập đi tập lại những cái bài như thế có đúng không anh chị em? Nhưng tôi hỏi anh chị em có phải là ngày nào anh chị em cũng cầu nguyện đi cầu nguyện lại hay là nghe đi nghe lại tiếng của Chúa hay không? Hay là suy ngẫm cái tiếng đó hay là cái lời của Chúa trong Kinh Thánh hay không? Mà dân ngoại hay là những người theo thần khác, họ làm rất tốt cái này. Nghiêm túc trong cái này, họ rèn luyện đôi tai của họ để nghe thần của họ. Rèn đi rèn lại, nghe đi nghe lại đến nỗi mà họ nhạy bén, nhạy bén luôn với các vị thần đó và có hiệu quả kết quả trên đời sống của họ nhé. Theo các thần của họ và nhận cái kết quả đó. Nhưng Cơ Đốc nhân thì không chỉ đến với chúa báo cáo với mỗi buổi sáng đúng không ạ bình minh buổi tối trước khi đi ngủ báo cáo. báo cáo một lần nữa một ngày ăn ba bữa cảm ơn chúa à, xin phép đúng không ạ xin phép để ăn sau đó hết đúng không anh chị em nhưng những người mà họ theo những thần khác anh chị em ạ họ tập luyện rất gớm luôn rất là chăm chỉ trung tín hơn chúng ta và kiên trì hơn chúng ta rất là nhiều họ tập để làm sao họ kết nối được với cái thần của họ họ nghe thấy tiếng của thần của họ thế anh chị em có những cái hiện tượng mà chúng ta hay nghe thấy là học nhiều quá hay là xem phim nhiều quá hay là làm những cái gì nhiều quá hay có cái từ gọi là tổ hỏa nhập ma đấy anh chị em. tự ra nó là tà linh đúng không ạ? Vận hành theo cái thần nó đi theo cái thần đó có nhiều người phát điên. Nhưng mà chúng ta bị lừa dối anh chị em ơi. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta không nên đi vào cái thế giới đó. Không phải. Tí nữa chúng ta sẽ học cái này và giải thích cái này. Vậy anh chị em, những cái người như bác tôi ấy, tôi nhớ là khi bác tôi tụng kinh ấy, gõ mõ ở tại nhà, tụng đi tụng lại, tụng đi tụng lại cái bài đấy. Ngày nào tôi cũng nghe đến nỗi mà nghe đến Tôi, tôi gần như là tôi thuộc luôn những cái lời của bác ấy nói ạ mà anh chị em chỉ có một bài đấy mà cũng đi tụng lại Cơ đông nhân có làm thế không những người tin chúa chúng ta thấy về cái vấn đề kiên trì đúng không ạ chúng ta đang kém họ luôn và đấy là kế hoạch của ma quỷ nó không muốn chúng ta nghe được tiếng chúa cho nên nói với anh chị em điều này này chúng ta học là nghe tiếng chúa là, là gì ạ học đi học lại học đi học lại đấy là ý muốn của đức chúa trời bản thân tôi cũng phải học đi học lại tại sao vì chúng ta có thể học một lần chúng ta quên như lời chúa nói trong kinh thánh người nào mà lắng nghe lời chúa hàng ngày suy ngẫm lời chúa ngày và đêm đúng không ạ chứ không phải là cái quyển kinh thánh mà chỉ đọc có một lần đúng không ạ khi tôi tin chúa tôi hỏi bác tôi là bác ơi cái quyển kinh thánh dày như thế này bác đã đọc xong chưa tôi tưởng tượng nó là một câu chuyện ấy thế bác tôi nói là làm sao mà xong được đọc cả đời làm sao mà xong được cháu mà sẽ đọc cả đời cái này chỉ đọc vài ngày là hết chứ là sao mà tôi cứ nghĩ là chỉ một lần nhưng anh chị em, bác tôi nói không, kinh thánh á, là con sẽ phải đọc cả cuộc đời luôn. Và đọc đi, đọc lại, đọc đi, đọc lại. Lúc đấy tôi mới thực sự hiểu, à, Đức Chúa Trời muốn là gì ạ? Học đi, học lại, nghe đi, nghe lại, tập đi, tập lại để chúng ta đến mức độ nhạy bén với tiếng của Đức Chúa Trời Bởi vì những kẻ, người bên ngoài kia kìa Họ làm điều này tốt hơn chúng ta đấy anh chị em ơi Họ dở các trang sách của họ nhồn nhuyễn lắm Họ nhạy bén với các vị thần của họ lắm Họ tương giao với các vị thần của họ Rất là nhạy bén luôn Họ lên cái level, còn chúng ta thì mãi vẫn Ở cái chỗ tập nghe, đúng không ạ à? Họ đã ở cái level nào rồi Khi mà họ bắt đầu họ làm họ biệt nhiệt huyết lắm anh chị em nên chúng ta thấy cơ đông nhân là thiếu cái này đúng không ạ và bị lừa dối bị che mắt nên anh chị em nhìn thấy này hãy chịu khó và đến với Chúa yên lặng như kinh thánh nói thi thiên chương 46 câu 10 hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa trời thậm chí lời Chúa luôn nói là hãy yên lặng để cho ta phán với đời sống của con một cách mà tôi thấy dễ nghe được tiếng Chúa nhất mà kinh thánh cũng có chép Đó là anh chị em suy ngẫm lời Chúa Anh chị em chỉ cần Trích một câu kinh thánh hoặc là một từ của chúa thôi anh chị em suy ngẫm câu đấy đi suy ngẫm lại anh chị em sẽ nhận được khải tượng của chúa và chúa sẽ nói với anh chị em đấy là một trong những cách mà tôi tin rằng hiệu quả nhất để nghe được tiếng của chúa nếu như là ta đừng sợ vì ta ở với con chớ kinh hãi vì ta là đức chúa trời của con mà và khi suy ngẫm đi suy ngẫm lại câu đấy ừ nhờ chúa ngài là đức chúa trời của mình và mình không sợ hãi điều chi hết Đúng vậy Chúa ơi Ngài là Đức Chúa Trời của con Và suy ngẫm lời Chúa sẽ gì ạ? Kết trái Người đấy sẽ như cây trồng gần dòng nước Đó là chúng ta luôn luôn kết trái trong nhà của Chúa Đó là sáu cái lý do Phổ biến ngày nay mà nhiều người Không nghe được tiếng Chúa Anh chị em có thấy mình trong đấy không ạ? Có đúng không ạ? Dạ. Chúng ta sẽ cầu nguyện để chính anh chị em Sẽ không không rơi vào sáu cái bước này được không ạ? Mà chúng ta học nghe tiếng Chúa Và anh chị em đã xác định khi vào cửa rồi là ngày hôm nay dù con đã học rồi nhưng con tin rằng con sẽ tập bởi vì đang học là chúng ta rèn tập giống như khi chúng tôi học cái khóa học tiên tri ấy, anh chị em ạ à, khi càng học và càng thực hành tôi thấy mình giống như cái dao được mài sắc còn nếu không thì nó nó sẽ cùn và dần dần nó không sử dụng được nữa nó gì cũng như vậy không nhạy bén nữa nên là học ở đây tôi muốn không chỉ học ở tại này mà anh chị em về nhà có thể rèn mỗi một ngày Hãy rèn tập đi anh chị em để anh chị em nhạy bén trong tiếng nói của Chúa Chúng ta đến với cái phần B đó là những yêu cầu chuẩn bị bước vào hành trình lắng nghe tiếng Chúa Phần B ở đây ạ Yêu cầu để chúng ta bước vào cái hành trình để lắng nghe được tiếng Chúa Cái thứ nhất, muốn nghe được tiếng Chúa thì chúng ta nhìn thấy đây đó là Chúng ta phải ăn năn và xưng nhận tội lỗi của mình à, Lời chưa nói nha, anh chị em ở trong răng chương 9 câu 31 rằng Chúng ta biết Đức Chúa Trời không nghe những kẻ có tội nhưng nếu ai kính sợ Ngài và làm theo ý muốn Ngài thì Ngài nghe người ấy. Đây không có ý nói là tôi là người tội lỗi, chắc Chúa không nghe tôi đâu. Không phải. Mà ý là, là cái người có tội nhưng không ăn năn và thường xuyên phạm tội. Hằng ngày phạm tội nhưng vẫn đến cầu nguyện với Chúa Giống như những như Kinh Thánh nói Các ngươi là những kẻ giả hình đấy Đúng không ạ? Các ngươi giống như mồ mà tô trắng bên ngoài Nhưng bên trong đầy xương người chết đấy là những người gì ạ tội lỗi bên trong đầy mình nhưng vẫn đến gì ạ giống như một người thánh thiện trước mặt đức chúa trời vẫn ra mắt chúa hàng ngày thì kinh thánh nói những người như thế chúa không nghe còn những người chúng ta chúng ta tất cả chúng ta đều hiểu là chúng ta là những người có tội đúng không ạ nhưng chúng ta có một cái thái độ ăn năn trước chúa khiêm nhường trước chúa xưng nhận giống như một cái người đứng trước mặt chúa và nói con là người có tội đây Đó, thế nhưng cái ông thâu thuế bên cạnh à, cái, à, không có một cái ông nói rằng là con không giống như cái người thâu thuế này đúng không ạ cái người này là người kiêu ngạo và th... và là cái người ác này Nhưng con thì khác, đấy là một người rất là kiêu ngạo Nên chúng ta nhìn thấy đây là thái độ đúng của chúng ta Đó là ăn năn, có thái độ ăn năn Giống như Sa Chê đấy anh chị em Ông là người có tội nhỉ Sa Chê là một cái người giống như là phản quốc của mình á, Để thông đồng với dân La Mã, để lấy tiền của dân Israel Và họ là cái người bị dân Israel rất là ghét và bài trừ đến nỗi mà ông ta phải tìm cách để trèo lên cây thì mới nhìn thấy Chúa, bởi vì dân Do Thái rất là ghét ông ấy. Thế nhưng mà Đức Chúa Trời lại nói hãy ngài đến với người có tội. Và cái thái độ của người có tội ở đây đó là ông ăn năn. Ông ăn năn ngay lập tức khi Chúa đến với ông ấy. Vậy nên anh chị em nhìn thấy đây, người nào mà bịt tai không nghe luật pháp thì lời cầu nguyện của người ấy đáng ghê tởm. Tôi nhận ra điều đó. Nhưng anh chị em để ý một cái người mà hàng ngày trộm cắp, hàng ngày nói dối, hàng ngày giống như phạm tội tà dâm ấy, thế nhưng mà cứ cầu nguyện cầu nguyện Chính chúng ta là con người mà chúng ta còn cảm thấy ghê đúng không ạ? Nói gì Đức Chúa Trời? Ơi, đây ngài nói mày Lời cầu nguyện của cái người như vậy đáng ghê tởm Những người mà không ăn năn tội lỗi của mình thứ nhất Là anh chị em phải nhớ này Nếu như Chúa mà đã không nghe Chắc chắn Chúa sẽ không nói lại Đúng không? Nhưng khi tôi tôi hỏi chị Hằng Chị Hằng ơi chị có khỏe không? Nếu chị Hằng không nghe được câu nói của tôi Thì chị Hằng cũng không trả lời Mặc chị Hằng đã bịt tai với tôi rồi Chị Hằng cũng sẽ không hiểu tôi đang nói cái gì mà đã không không hiểu tôi nói cái gì thì chị cũng không đáp lại cái điều mà tôi tôi hỏi không đáp lại cái điều mà tôi xin chị ý cho nên cái kết quả đời sống chúng ta không có với những người mà phạm tội như kinh Thánh nói là người nào bịt tai không nghe luật pháp thì lời cầu nguyện của người ấy thực sự là đáng gây tưởng vậy thì chúng ta cũng cần phải ăn năn đúng không ạ ăn năn tất cả những cái điều mà giống như ở đây chúng ta có thấy những cái kiến thức cũ nữa đôi khi chúng ta bị nhầm lẫn giữa tội lỗi và những cái kiến thức của những vị thần khác mà chúng ta học đó. nhiều khi chúng ta không nghĩ rằng đó là tội lỗi nhưng thực ra nó là một thần tượng bên trong lòng chúng ta. Thần tượng nó không rõ ràng giống như là tôi phải uh, uh, thờ một vị thần nào đó giống như một con bò vàng chẳng hạn thì thì đấy là thần. Nhưng không phải anh chị em, thần tượng đôi khi nó là cái sự tham lam của chúng ta, sự trông cậy của chúng ta với một con người nào đó hay với một vị thần nào đó hay với một lĩnh vực nào đó. Đôi khi cái thần tượng đó lại chính là chúng ta. Có nghĩa là tôi tin tôi làm được tất cả mọi thứ tôi có khả năng làm, làm làm được tất cả những cái điều này và tôi chả có đôi khi chúa chúc bước thì chúc bước mà ngài không chúc bước thì tôi vẫn có thể làm được thì đấy cũng là thần tượng đúng không ạ nên đôi khi chúng ta cũng phải ăn năn cả những thanh tẩy những cái những cái điều này nữa bởi vì cái cái sự lợi ích của cái sự ăn năn ấy đó là chúng ta phá bỏ được cái cảm giác tội lỗi và định kiến đúng không anh chị em những anh chị em đã từng phạm tội rồi xong đến với chúa ăn năn rồi chúng ta cảm nhận được cái cảm giác này đúng không ạ chúng ta được tự do được giải phóng chúng ta được kinh nghiệm cái sự tha thứ của Chúa Chúng ta phá bỏ được tất cả những cái sự định kiến Nghĩa là tôi là một người không xứng đáng Hoặc là phá bỏ được sự kiện cáo của ma quỷ Nếu như chúng ta không ăn năn Thì nó hàng ngày kiện cáo chúng ta Nhưng khi chúng ta ăn năn với Chúa Chúng ta phá bỏ được cái sự kiện cáo của nó Để chúng ta được nhận lãnh sự tự do trong Chúa Cái thứ hai Để chúng ta chuẩn bị bước vào hành trình lắng nghe tiếng Chúa nhé Thứ nhất đó là chúng ta cần phải ăn năn tội lỗi của mình Nếu như cha xét ra chúng ta có Hãy cầu nguyện với Chúa hàng ngày Thế cho nên là cái bài cầu nguyện hàng ngày Chúng ta luôn cầu nguyện đấy, xin cha tha tội cho chúng con đấy Đúng không ạ? Chú dạy chúng ta cầu nguyện hàng ngày Xin cha tha tội cho chúng con Còn ai nói là tôi đã ăn năn một lần rồi Giờ còn ăn năn gì nữa Có nhiều người nghĩ như thế đấy anh chị em Có rất nhiều người nghĩ rằng tôi ăn năn một lần rồi Tôi làm gì có tội gì Đúng không ạ? Nhiều khi khi chồng tôi làm chứng cho người khác Hỏi là thế anh chị có tin lên anh chị là người có tội không? Trả lời thẳng luôn, tôi chả có tội cái tội của họ nghĩ là cứ phải giết người hay là đi cướp vợ, cướp chồng người khác thì mới là tội. Thế họ nghĩ rằng họ không có tội anh chị em ạ. À. Nên là anh chị em, chúng ta cũng phải... <laughs> Rồi cái thứ hai nha, đó là cái tấm lòng trong sạch. Tấm lòng trong sạch. Matthew chương 5 câu 8 nói, phước cho những người có lòng trong sạch vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Tôi rất thích câu này. Amen anh chị em. Phước cho những con người có tấm lòng trong sạch vì người đấy chắc chắn sẽ thấy Đức Chúa Trời Mà thấy thì chúng ta có thể thấy không không ạ? Chúa sẽ trò chuyện với chúng ta Đúng không ạ? Và câu châm ngôn 22 còn nói rằng Ai yêu tấm lòng trong sạch và môi miệng nhân hậu Thì sẽ được làm bạn của của vua Có thể vua ở đây cũng là vị vua mà chúng ta biết Ở đất này Nhưng cũng tôi cũng tin rằng Chúa của tôi là vua của tôi Và Ngài cũng gọi tôi là Ta không gọi các ngươi là đầy tớ nữa Mà ta, ta gọi các con là bạn hữu của ta và đã là bạn hiếu thì luôn luôn nghe được tiếng lời tâm sự của người bạn của mình đúng không anh chị em? Vậy lời Chúa nói đây, Phước cho ai yêu cái tấm lòng trong sạch và môi miệng nhân hậu thì người đấy chắc chắn sẽ được làm bạn của vua. Và tôi cũng tin tôi là bạn của Đức Chúa Trời. Ngài hằng ngày nói chuyện với tôi và anh chị em. Thế nên anh chị em nhìn nhá, mục sư Phạm Tuấn Nhượng có nói một câu như này này trong cái bài tấm lòng trong sạch của mục sư, ông có nói như thế này. Cái lòng trong sạch ở đây cũng có nghĩa là cái lòng không bị phân tâm ấy. Có nghĩa bên trong không có nhiều sự bộn bề, lo lắng, đầy gai góc, đầy sự mệt mỏi bên trong. Có nghĩa là gì? Lòng tôi không có sự sợ hãi khi tôi đến với Chúa. Lòng tôi không có sự lo lắng, không có sự cay đắng, sự không tha thứ hay là sự rúng động nào. Thì cái lòng của tôi đến với Chúa tôi rất nhạy bén được tiếng của Chúa. Đúng không anh chị em? Bởi vì khi tôi có dạy khóa lắng nghe tiếng Chúa đầu thứ hai á, thì có một người chị em trong cái thì giờ mà thực hành cầu nguyện á, và tôi bắt đầu, tại vì tôi là cái người đứng ở trên khi mọi người bắt đầu thực hành cầu nguyện và mọi người đang tập lắng nghe tiếng Chúa thì có một người chị em cứ lấy điện thoại ra, điện thoại vào, bấm tin nhắn đi, bấm tin nhắn lại. Và tôi bảo là tôi nghĩ là không biết là cô này cô đang thực hành nghe tiếng Chúa theo kiểu gì. Sau đó tôi có hỏi riêng á, thế sao trong cái thì giờ là nghe tiếng Chúa mà mà lại bận thế? Bảo tại vì là em lo cho người nhà của em, em lo cho con cái của em, em lo cho uh, công việc của em bởi vì cái giờ đấy lại đang bận thì tôi nói mà anh chị em đấy là chúa nói như mục xuân nhượng nói ở đây cái lòng trong sạch đó là lòng không bị lo lắng bộn bề thì chúng ta đấy là lòng phân tâm ấy. thì chúng ta có thể nghe được tiếng của chúa nếu lòng của anh chị em không bị phân tâm đúng không anh chị em bây giờ anh chị em đang tập lắng nghe tiếng chúa nhé cái lòng của anh chị em sạch sẽ tại sao người ta cứ ngồi thiền là như vậy người ta tịnh tâm đúng không anh chị em người ta dọn cái tâm linh của người ta để người ta nghe được cái vị thần của người ta nói vậy thì cơ đông nhân hãy để ý cái điều này hãy yêu tấm lòng trong sạch của mình và hãy cẩn thận cái thứ ba cái yếu tố thứ ba để anh chị em có thể nghe được tiếng của Chúa ở đây ở trong Hebrew chương 11 câu 6 nói như thế này ạ và không có đức tin thì chẳng có thể nào ở cho đẹp ý ngài vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời Và Ngài là đấng hay thường cho kẻ tìm kiếm Ngài Thứ ba đó là chúng ta phải tin Chúng ta phải tin Amen anh chị em Nếu như chúng ta không tin thì chúng ta ngồi sai chỗ rồi ạ có nghĩa là anh chị em đã rất tin rằng Chúa phán với anh chị em Chúa phán với mục sư thiện được Có nghĩa là Chúa phán với em được Amen anh chị em Chúa phán với tôi tới Chúa được Chắc chắn là Chúa cũng phán với anh chị em Có nghĩa là anh chị em phải tin Nếu như anh chị em nghĩ rằng chỉ mục sư ấy Mới nhạy bén hay là mới thánh khiết Thì anh chị em đã nghĩ sai rồi Tất cả anh chị em đều có thể nghe được tiếng Chúa Cái quan trọng nhất là khi anh chị em đến gần Chúa Anh chị em phải tin rằng Ngài là Đức Chúa Trời đang phán với anh chị em Đấy là một yếu tố không thể thiếu không thể thiếu ví dụ như khi anh chị em có con ấy, anh chị em nói chuyện với con của mình, dạy con của mình. ví dụ như anh chị em dạy nó tập nói, nó có hiểu anh chị em đâu nhưng anh chị em vẫn nói đúng không ạ? đúng không anh chị em? ví dụ tôi đẻ con của tôi ra, nó mấy ngày tôi đã nói chuyện với nó rồi. À, lúc đẻ ra tôi đã nói chuyện với nó rồi, tôi cứ nói chuyện mãi mãi mặc dù tôi hỏi nó là con có yêu mẹ không, nó có trả lời tôi được đâu, bởi vì nó có đâu hiểu được lời tôi nói. nhưng mà anh chị em thấy không, tôi cũng không bỏ cuộc, anh chị em cũng không hề bỏ cuộc. con của anh chị em từ khi sinh ra cho đến khi một tuổi nó không trả lời anh chị em được bởi vì nó không hiểu và đôi khi nó khi nó, nó có dấu hiệu nó gật gật hay lắc lắc thì là anh chị em biết là à nó có hiểu Chú cũng thế ngài còn kiên trì hơn rất là nhiều vậy nên cái suy nghĩ mà tôi không thể nghe được tiếng chúa là suy nghĩ sai đức chúa trời luôn luôn tìm cách mọi cách để nói cho anh chị em hiểu bằng cái ngôn ngữ mà anh chị em có thể hiểu được đúng không ạ bằng cái ngôn ngữ của ngài mà anh chị em có thể hiểu ví dụ có những người họ rất dễ nhạy bén nghe được tiếng Chúa nhưng cũng có những người họ rất nhạy bén trong cái cái con mắt tâm linh là họ nhìn thấy những khải tượng những hình ảnh những sự dạy dỗ trong thuộc linh chúng ta sẽ học cái điều này sau vậy còn rất nhiều cách chúng ta có thể nghe được ví dụ có những người nghe được tiếng Chúa qua giấc mơ ban đêm chiêm bao đó có nhiều người họ nghe được tiếng Chúa như vậy đấy anh chị em hay là qua lời Chúa qua kinh thánh sống động lắm và họ hiểu được lời Chúa như vậy. Cho nên có nhiều cách nên Đức Chúa Trời tìm đủ mọi cách phù hợp nhất đối với ta, chúng ta để Ngài nói chuyện với chúng ta, chúng ta có thể nghe được. Cái yếu tố thứ tư nha anh chị em nhá. Là cũng rất là cần đây. Đó là anh chị em phải yêu Chúa. Vậy đến với khóa học hay là đến với Đức Chúa Trời thì chúng ta biết rằng là chúng ta yêu Ngài đúng không ạ? Anh chị em đã bao giờ yêu chưa? Hỏi lại câu hỏi. Anh chị em đã bao giờ yêu chưa nhỉ? Yêu rồi đúng không ạ? Hãy nhớ lại cái lúc mà mình yêu nhất ấy là anh chị em có muốn được gần người mình yêu không? Có muốn bạn này yêu chưa nhỉ? Thấy im lặng. <laughs> à, khi chúng ta yêu người đó thì chúng ta luôn muốn gần người đó, muốn nhìn thấy người đó và có những người nói anh muốn nghe được giọng nói của em đúng không ạ? Em muốn nghe giọng nói của anh đúng không ạ? Thế thì nếu như chúng ta yêu Chúa chúng ta cũng muốn đúng không anh chị em? hãy tra xét lại chính chính mình nếu như mình nói là mình yêu chúa vậy người này tìm đủ mọi cách để nghe được tiếng của người mình yêu cái yếu tố yêu ở đây nó sẽ dẫn đến một cái trạng thái cảm xúc đó là khao khát nhung nhớ mong mỏi người đó yêu rồi mà đúng không anh trẻ em là nhớ nhung là thèm khát để được nghe thấy tiếng của người đó hay đôi khi anh chỉ cần nhìn thấy em một lần thôi xong anh sẽ đi ngủ trong sự bình an đúng không ạ à? Hay là Chúa ơi, ngài chỉ cần phán với con một tiếng thôi Con sẽ yên tâm luôn trong cái công việc này của con Con sẽ yên tâm luôn về cái tình trạng bây giờ của con Chúa ơi, con đang rất cần ngài lúc này đây Đấy, à, Chúng ta thấy không? Chúng ta rất phải có cái tấm lòng yêu mến Chúa Bởi vì khi anh chị em yêu Chúa, anh chị em sẽ muốn nghe Còn nếu như nói thật mà tôi mà không yêu một người nào đó Hay là anh chị em mà không yêu một người nào đó Thì người ta nói nhiều chúng ta không muốn nghe đúng không ạ? Bây giờ bắt anh chị em đi một cái khóa học Mà anh chị em không thích cái khóa học đó Thì cái giáo viên đó nói cái câu nào ra Anh chị em cũng thấy chối đúng không anh chị em Tôi không yêu mà, tôi không yêu con này Tôi muốn làm ca sĩ, mẹ lại cứ bắt đi làm bác sĩ Thì nghe nghe người ta dạy giảng Rồi ôi phân tích mổ, xẻ Các kiểu không thích một tí nào Chối, không hiểu Và không muốn nghe không muốn nghe thì không nhận lãnh được cái thông tin đấy Không muốn nghe thì không có cái kinh nghiệm trong cái lãnh vực đấy Cũng thế, nếu như anh chị em yêu Chúa, yêu Đức Chúa Trời Và công việc của Ngài, anh chị em sẽ muốn nghe Và chắc chắn anh chị em sẽ nghe được rất là nhiều Khi anh chị em yêu và khao khát Chúa Vì lời Chúa nói trong trong ngôn chương 8 câu 17 rằng Ta yêu mến những người yêu mến ta Người hết lòng tìm kiếm ta Thì sẽ gặp ta Đúng không ạ? Người nào yêu mến ta hay là ta yêu mến những người những cái người mà yêu mến Đức Chúa Trời và cái người yêu mến Đức Chúa Trời thì sẽ hết lòng tìm kiếm Chúa, và lời Chúa nói đây này Người nào mà hết lòng tìm kiếm Chúa thì sẽ Tìm được, gặp được và nghe được Đấy là lời hứa của Chúa cho anh chị em Vậy khi anh chị em cứ muốn nghe Mà anh chị em không thấy gì Anh chị em đặt lại câu hỏi mình có thực sự muốn nghe hay không Mình có thực sự yêu Chúa Như thể mình đang muốn nghe hay không Hay là mình chỉ đơn giản là Nghe anh này làm chứng nghe được tiếng Chúa Nghe cô này làm chứng hay quá Mục sư nói là nghe được tiếng Chúa Thì mình cũng Chúa ơi hãy nói với con Nhưng thực ra mình có yêu Ngài hay không Đúng không anh chị em? Nên tôi nhận ra một điều anh chị em Đây là một cái yếu tố để anh chị em Rất dễ lắng nghe tiếng Chúa Đó là yêu Cái tình yêu của anh chị em sẽ thu hút Ngài Cái tình yêu của anh chị em đối với Chúa Anh chị em sẽ thu hút được chính Đức Dô Va Chính Ngài Và Ngài sẽ đến chạm mặt với anh chị em Đó là tình yêu Nên tôi luôn cầu nguyện điều này Con phục vụ Chúa không phải bởi tiền Hay không phải bởi danh vọng Không phải bởi vị trí Không phải bởi bất cứ một điều gì Cha xét chính mình Con hầu việc Chúa vì con yêu Ngài Đơn giản thế thôi Và khi chúng ta có thái độ yêu Ngài Anh chị em làm bất cứ công việc gì Chúa cũng sẽ nhấc anh chị em lên Ngài sẽ sức giàu cho anh chị em Vì anh chị em là người yêu của Chúa Là người tình của Chúa Là người bạn của Chúa Là người mà Chúa biết Là người mà chúng ta biết Chúa Đó là tình yêu của chúng ta dành cho Chúa Nên có một lời nói như này rất là hay Chúng ta không sợ thiếu sự trung thành Không sợ thiếu sự trung tín Chúng ta thậm chí cũng không sợ thiếu tiền Không sợ thiếu tất cả mọi thứ Chỉ thiếu sợ, sợ nhất đó là thiếu tình yêu Thiếu tình yêu với Đức Chúa Trời thôi anh chị em Thiếu lòng khao khát với Ngài Bởi vì sự trung tín ngồi nhóm Xong đi về không nhận được cái gì cả Nhưng khi anh chị em yêu Chúa Khao khát Chúa Anh chị em dù chúng ta ra ngoài Chúng ta cũng chưa giải quyết được cái vấn đề của chúng ta Nhưng lòng của chúng ta đầy dẫy sự vui mừng Và sự bình an từ nơi Chúa rồi Amen chị em. Ngày nay chúng ta nghe tiếng của Chúa phán qua Đức Thánh Linh và anh chị em. Chúng ta sẽ không giống như một sự tiện mô tả đấy, không có một ông già mọc râu nào nào xuất hiện trên bầu trời mà phán ồm ồm với chúng ta đâu ạ. À. Mà như Kinh Thánh chính Chúa Giêsu nói như thế này ở trong răng chương 16 rằng ta còn nhiều điều để nói với các con nhưng bây giờ ta không à, nhưng bây giờ các con không thể hiểu nổi. Nghe? Khi thần chân lý đến thì Ngài sẽ dẫn các con vào mọi chân lý Vì Ngài không tự mình nói nhưng sẽ nói những gì mình nghe và công bố cho các con những gì sẽ đến. Ngài sẽ tôn vinh ta vì Ngài sẽ lấy những gì thuộc về ta mà công bố cho các con. Tất cả những gì cha có là của ta, vậy nên ta nói rằng Ngài sẽ lấy những gì thuộc về ta mà công bố cho các con. Vậy, chúng ta phải hiểu những gì chúng ta nghe hàng ngày á là chúng ta đang nghe từ Đức Thánh Linh. Và Đức Thánh Linh có một nhiệm vụ đó là công bố cho chúng ta những gì của Đức Chúa Trời Cha. Thậm chí sẽ công bố cho chúng ta những gì sẽ xảy đến. Đúng không ạ? Như lúc nãy tôi có nói, ấy, anh chị em có thể biết được tương lai của mình nếu như anh chị em được tương giao với chính Chúa và lắng nghe được tiếng của Ngài. Được khi anh chị em biết được kết cục rồi, giống như một sư nhượng hay mô tả, ấy, đó là xem một bộ phim, biết được cái kết cục, ví dụ như chưa xem hết cái bộ phim đấy, xem mỗi cái kết cục thôi. Nhưng trong cái giai đoạn xem bộ phim, cái diễn viên nam ấy cứ tử trận vài lần ấy, đúng không ạ? bị bắn đến nỗi mà tôi thấy là không thể sống được rồi. Thế nhưng mà cuối phim là anh ta vẫn sống và xuất hiện đấy. Cho nên nếu như chúng ta là người biết được cái kết cục của cuộc đời mình á, như lời Chúa nói, Đức Thánh Linh là Đấng sẽ mặc khải hay là bày tỏ cho chúng ta những gì sẽ đến thì cho dù chúng ta ở cái giai đoạn nào như ngày hôm nay, chúng ta vẫn tin rằng kết cục của con là như thế. Nên chúng ta sẽ yên tâm hơn trong cuộc đời của mình vậy. Đức Thánh Linh sẽ là Đấng công bố cho chúng ta, chỉ cho chúng ta hay là phán với chúng ta, trò chuyện với chúng ta. Đấy là nhiệm vụ của Thánh Linh Chúa nên chúng ta biết là đức thánh linh là đấng dạy dỗ luôn phân tích nếu như anh anh chị em học sâu có cái tiết nói về đức thánh linh ấy anh chị em học sâu về cái này anh chị em thấy rất là tuyệt vời giống như chúa giêsu của chúng ta trong uh, sách ma thiêu chương 13 chúng ta sẽ thấy rất nhiều những ẩn dụ mà chúa giêsu nói chúa giêsu kể nhưng tôi cũng thấy một cái điều là chúa kiên trì lắm phải là một người cha rất kiên trì không giống như tôi đâu anh chị em ạ tôi dạy con tôi một cái chữ g anh chị em ạ tôi dạy một tiếng hỏi đi hỏi lại mà bảo đây là chữ g nhưng con hãy hình dung ra con gà nhé g a ga huyền gà nhé vâng vâng dạ dạ chỉ vài giây sau quay lại chữ gì đây không biết tôi chỉ muốn buông bút xuống tôi đứng dậy tôi đi thôi anh chị em ạ à. nhưng mà đức thánh linh ấy không bao giờ như thế nếu như ngài cũng giống như tôi thì đảm bảo tôi không học được chữ gì cả bởi không có đủ kiên trì do cái đúng như một sự thiện vừa nói trong mấy con trên này nó ngu thế sao tôi nói với con tôi học kiểu gì thế và anh chị em tôi bảo Tôi nói với con tôi, với chồng tôi là Thôi thôi anh ơi, em để thằng này cho cô giáo dạy cho em chịu rồi <laughs> Tôi thoái thác cái trách nhiệm đấy cho cô giáo luôn Và tạ ơn Chúa vì những thầy cô giáo Men anh chị em họ có một cái kinh nghiệm gì đó Một chiến lược gì đó mà họ dạy được cái, mấy cái đứa nhóc đấy Chứ còn tôi dạy mấy thằng con tôi Mỗi mấy cái chữ thôi mà tôi thấy là áp lực quá anh chị em à Không hiểu sao Mà nó đến trường thì nó lại học được Ở nhà tôi mình cảm thấy nó căng thẳng Không thể dạy nổi Thế mà đến trường chỉ một ngày về là thuộc ngay cái cái chữ đấy là cái gì nhưng mà Đức Thánh Linh là đấng gì ạ? Kiên trì với chúng ta. Amen anh chị em. Ngài sẽ phân tích cho đến khi nào anh chị em hiểu thì thôi. Vì lời Chúa nói là anh chị em, Chúa luôn phân tích cho các môn đồ của Ngài. Anh chị em đọc tân ước nhé. Đức Thánh Linh lại dạy cặn kẽ từng tí một, từng tí một, từng tí một. Cho đến khi nào Chúa hỏi các môn đồ rằng là ta nói vậy, các con đã hiểu chưa? các môn đồ trả lời dạ thưa con đã hiểu chú dừng lại không giải thích nữa khi các môn đồ đã hiểu đúng không ạ và ngài luôn luôn phân tích cho anh chị em và đấy là vai trò của đức thánh linh ngày nay ngài luôn phân tích dạy cặn kẽ từng lãnh vực mà anh chị em quan tâm anh chị em hỏi chúa ngài sẽ trả lời nên anh chị em phải hỏi nha anh chị em nhé có một cái bí quyết để anh chị em lắng nghe được tiếng chúa nữa là hãy hỏi nhiều vào để chúa trả lời hỏi thật nhiều vào hãy hỏi chúa luôn đặt ra những câu hỏi và tôi có thể nói với anh chị em ngài trả lời tất cả những câu hỏi của anh chị em Tôi không nói dối đâu ạ, bởi vì tôi đã hỏi Chúa tất cả những câu hỏi mà tôi cần biết và Ngài luôn trả lời cho tôi. Có những câu hỏi vài tháng sau tôi nhận được câu trả lời, không phải là bởi vì Ngài không nói ngay mà chỉ đơn giản là tôi chưa lắng nghe, tôi chưa để ý đến. Và khi tôi để ý đến ấy thì tôi nhận được câu trả lời đó từ nơi Chúa, bởi vì Đức Thánh Linh nha anh chị em nhé đức thánh linh luôn luôn như kinh thánh nói là ngài không hề thay đổi từ ngày hôm qua, ngày hôm nay và cho đến đời đời ngài không thay đổi và ngài sẽ luôn trò chuyện với anh chị em. Rồi chúng ta đến với phần phần tiếp theo đó là nền tảng của cái cái lắng nghe tiếng Chúa ngày nay á hay là lời tiên tri. Anh chị em sắp tới hội thánh có khóa học tiên tri. Và anh chị em hiểu như này nếu như chúng ta không học lắng nghe tiếng Chúa trước thì anh chị em bước vào khóa học tiên tri nó sẽ rất là bỡ ngỡ. Bởi vì chính chúng tôi là những người đã học lắng nghe tiếng Chúa nhiều rồi. Nên khi vào bước, bước vào khóa học tiên tri thì tôi để ý rằng những người đã học lắng nghe tiếng Chúa rồi bước vào khóa học tiên tri thì hiểu hơn, thực hành dễ hơn. Nhưng khi tôi là cái người giúp đỡ trong cái khóa học tiên tri đó, tôi nhận ra một điều rất nhiều anh chị em không biết thực hành. Và khi tôi đến tôi hỏi là em ơi sao em không thực hành đi, em không cầu nguyện đi Và bạn ấy bảo là em không nghe được cái gì, em cũng không hiểu Thật ra em khó hiểu quá và nhiều người bỏ cuộc Là bởi vì họ không hiểu cách lắng nghe tiếng của Chúa như thế nào mà bảo họ nói tiên tri ngay thì nó là khó với nhiều người cho nên chúng ta ở trong khóa học này để chúng ta học lắng nghe tiếng Chúa lắng nghe tiếng Chúa cũng chúng ta học cách này cũng nó là chúng ta nghe được từ nơi Chúa và truyền lại đúng không ạ thì gọi là tiên tri tôi nghe được từ nơi Chúa tôi truyền lại tôi nghe được từ nơi Chúa lời của Chúa cho bạn này tôi sẽ nói lại với bạn này thì đấy gọi là lời của Đức Chúa trời và tiên tri cho bạn này nói về những điều về tương lai thế chúng ta nhìn đây cái nền tảng của lời tiên tri hay là tiếng của Chúa cái bản chất của lắng nghe tiếng Chúa ngày nay ấy, ở trong một câu đinh tô chương 14 câu số 3 anh chị em luôn phải nhớ cái yếu tố này giúp tôi bởi vì tôi phải nhắc đi nhắc lại điều này với trong những khóa trước có người đã học mà tôi cũng nhắc rồi nhưng vẫn bị lệch một chút đó là gì anh chị em nhìn này còn người nói tiên tri thì nói với con người để xây dựng khích lệ và an ủi hiểu đúng yếu tố này bởi vì rất nhiều người nói rằng là à, ví dụ như là phải ăn năn tội lỗi của mình đi có lời của chúa nói với bạn rằng bạn sẽ bị rủa xá hay là bạn nếu như bạn không ăn năn thì chỉ một tháng nữa thôi một năm nữa thôi bạn sẽ qua đời hãy ăn năn đi những cái từ đấy anh chị em nghe có gớm không giống như những thầy bói ngoài kia đúng không ạ nếu như không làm lễ thì sẽ có hạn vậy phải giải hạn chúng ta có thấy giống nhau không ạ nhưng anh chị em nhìn này đó là lời Chúa nói này cái người nói tiên tri hay nói lời của Chúa ấy, thì cái mục đích của chúng ta nói với con người để xây dựng để khích lệ người ta, an ủi người ta chứ không phải phán xét, định tội, rủa xả người ta hay là chủ yếm người ta. Những cái này không thể nha anh chị em nhé. Vậy anh chị em nhìn thấy cái chúng ta luôn phải hiểu này khi chúng ta nói nghe được từ nơi Chúa cho người khác rồi đúng không ạ? Phải dựa trên một cái tấm lòng anh chị em phải có đó là tình yêu thương. Nếu như anh chị em không yêu thương người đó thì cái lời từ Chúa phán với anh chị em về người đó khi nó ra đến người đó nghe thì nó lại biến thành cái sự rủa xả rồi. Đúng là một thông điệp con hãy nói với người chị em con hãy ăn năn công việc của người này bởi Chúa bày tỏ cho mình nhá là ví dụ người này đang phạm tội tà dâm chẳng hạn, đúng không? ạ? Ví dụ tôi đang lấy ví dụ. Nhưng mà nếu như chúng ta không yêu người này, chúng ta không thích người này, thì cái lời Chúa đó sẽ chuyển trở thành sự rủa xả, phán xét trên người chị em đó, không mang được sự khích lệ, không mang được sự gây dựng cho người đó nghe. Nhưng tất cả những cái gì dù là vạch trần hay là dù là cái gì cũng phải dựa trên tình yêu thương, sự khích lệ và sự an ủi. Giống như Chúa Giêsu ở trong tin lành răng chương 4 khi ngài đến với người đàn bà Samari bên giếng nước. Người phụ nữ này là một người phụ nữ tội lỗi đúng không anh chị em rất nhiều người chồng kinh thánh nói đúng không ạ có nhiều chồng có năm người chồng và cái người chồng hiện tại cũng không phải là chồng đó. và là người phạm phạm lỗi phạm tội bóng tối trong bóng tối nhưng cái lời mà chúa giêsu nói ra anh chị em đọc nhé dù chúa ngài cũng vạch được cái vấn đề của người ta ra nhưng lại mang đến cho bà ấy gì ạ sự vui mừng và mang đến cho bà sự giải phóng tình yêu thương và đến nỗi mà bà mang gì ạ bà đem kể câu chuyện của bà khắp làng và nhiều người tin Chúa qua đời sống của bà ấy. vậy cái yếu tố cốt lõi ở đây chúng ta nhìn này, khi chúng ta nghe được tiếng Chúa nó phải dựa trên thì sự sự yêu thương sự gây dựng sự khích lệ và sự yên ủi đúng không ạ và nếu như tôi muốn hướng dẫn anh chị em nếu như trong số anh chị em đây nhận được một lời nào từ nơi Chúa trước khi nói với người lân cận của mình xin hãy xin tư vấn từ trưởng nhóm tế bào hoặc là quản nhiệm mục sư của anh chị em trước khi chúng ta nói những cái điều mà chúng ta cảm thấy lăn tăn và gợn lại còn những cái yếu tố như là chúa nói với tôi hay tôi cảm nhận rằng tôi cảm nhận rằng chúa sẽ phục hồi anh chị chúa sẽ chúc phước cho anh chị chúa sẽ chữa lành cho anh chị chúa đức chúa trời rất là yêu anh chị tôi cảm nhận lời đó đến trên tôi rằng chúa ngài quan tâm đến con cái của anh chị thì đấy nó dựa trên yêu thương gây dựng và khích lệ người ta đúng không ạ nên còn những cái từ khác ví dụ như là hãy cẩn thận vì gia đình của em chồng của em đang có dấu hiệu cặp bồ đấy hay là những cái lời mang cái tính nó rất khi người ta nghe người ta có bình an không anh chị em không yêu thương đúng không ạ không gây dựng không khích lệ người ta nên những cái lời kiểu như vậy ấy anh chị em đừng nói ra là hơn vì nếu nói ra anh chị em đã vô tình gieo cho người ta sự sợ hãi bởi vì tôi dạy điều này rất nhiều lần rồi nhưng vẫn có những người đó. tự dưng có mấy người đợt vừa rồi cũng nhắn cho tôi và cô hạnh ơi người này tiên tri cho chị là um, con của chị đang chuẩn bị có vấn đề gì đó hãy cầu nguyện đi không lại xảy ra cái vấn đề nguy hiểm trên con của chị và cái người này lo lắng anh chị em ạ à, lo lắng mấy ngày trời không ngủ được thì tôi không biết là cái đấy có phải đến từ chúa không đúng không, anh chị em không hề nếu mang đến cho người ta sự lo lắng ấy thì không phải đến từ Chúa đâu anh chị em. Hãy tra xét lại động cơ khi mình nói có đủ tình yêu thương hay không và cái cách mình nói ra nó là như thế nào. Nên nếu như cảm thấy lăn tăn và gợn hãy nó hỏi, hãy tư vấn cái người trưởng nhóm tế bào để cùng nhau cầu thay cho cái người đấy. Amen chị em để có cách để cái người trưởng nhóm hay cái người mục sư đấy có trách nhiệm để nói lại với người kia. Amen. Đôi khi có những thứ nó không thuộc cái cái trách nhiệm của chúng ta. Ví dụ như tôi nhìn thấy một người nào đó ở điểm nhóm này hay là một mục sư kia ví dụ thế tôi nhìn thấy điều gì đó nhưng nếu nó không thuộc cái trách nhiệm của tôi ấy mà đơn giản đôi khi anh chị em trong sự mặc khải Chúa cho anh chị em biết thôi, anh chị em cảm nhận được thôi. Nhưng không có nghĩa là Chúa bảo anh chị em phải đến để nói cái người đó. Nếu như Chúa đặt lòng anh chị em điều đó, anh chị em hãy đến nói với người lãnh đạo của người đó. Và tôi cảm nhận được như thế. Hãy nói với người lãnh đạo để người lãnh đạo có trách nhiệm để nói lại với người ở dưới. Amen. Chứ không phải chúng ta vượt một phát chúng ta sang chúng ta nói với người ta như vậy đâu. Chúng ta gieo một cái điều gì đó hãy cẩn thận. Nên cái bản chất của lắng nghe tiếng Chúa như vậy nha. Điều cuối cùng ở đây đó là một câu hỏi vậy tôi đi học lắng nghe tiếng chúa tôi có thể nghe được tiếng chúa trong hai ngày này hay là tôi có thể liệu tôi có thể nghe được tiếng chúa trong suốt cả cuộc đời của tôi hay không tôi nghe được tiếng chúa là thường xuyên hay là chỉ thi thoảng tôi nghe được tiếng chúa khi tôi ở nhà hay là chỉ khi tôi đi hội thánh đấy là một câu hỏi đúng không ạ và tôi muốn anh chị em cũng cần phải trả lời đó là anh chị em phải trở nên người hàng ngày lắng nghe tiếng chúa không phải thi thoảng không phải chỉ khi đi học, không phải chỉ khi đi nhóm, không phải chỉ khi đứng thờ phượng, đúng không anh chị anh chị em để ý này, khi anh chị em thờ phượng Chúa ở ca đoàn ở đây hát, anh chị em cảm thấy lúc nào cũng cảm thấy vui, yêu mến Chúa, nước mắt chảy ràn rụa đúng không ạ, và nghe được tiếng Chúa là bởi lúc đấy anh chị em rất yêu mến Chúa, rất tập trung đúng không ạ, à, nhưng mà ra ngoài thì tuột hết đúng không ạ, chả nhớ cái gì cả, không biết lúc sáng Chúa phán cái gì mà lúc đấy mình cảm động thế nhỉ, quên hết đúng không anh chị em? Vậy chúng ta đang là gì ạ? Chúng ta chỉ thi thoảng không phải Chúa là Đức Chúa trời ngài hằng ngày như Esai nói ngài mở tay ra ta mỗi một buổi sáng và phước cho người nào hằng ngày túc trực bên đền của Chúa để nghe tiếng của Chúa và lời Chúa nói đây là người hằng ngày tỉnh thức nơi cửa ta và túc trực đúng không ạ túc trực nơi các trụ cửa của ta chúng ta luôn phải túc trực để ngài gọi chúng ta là kinh thánh có nói nhá là một người đầy tớ khi phân tích ra cái người đầy tớ này không phải là cái người nô lệ đâu anh chị em mà chỉ đơn giản là cái người mà luôn luôn sẵn sàng để nghe hiệu lệnh và nhìn người chủ và làm theo cái điều mà người chủ muốn làm đúng không ạ nếu người chủ nói điều gì thì người người đầy tớ hay là người phục vụ người phục vụ bàn ấy sẽ làm ngay cái điều đấy thì chúng ta cũng phải có cái đôi tai luôn luôn hóng để nghe anh chị em có con nhỏ biết rồi đúng không anh chị em nên nhiều người hỏi tôi là sao chị ơi em ngồi đây mà em không nghe thấy con chị gọi mà sao chị đã nghe được chúng tôi là mẹ mà đúng không anh chị em anh chị em là bố là mẹ nhạy lắm có nghĩa là sao chúng ta để tâm Chúng ta dù đang nói chuyện, đang làm việc rất tập trung Nhưng khi con của chúng ta chỉ e một cái thôi Chúng ta biết ngay, đúng không anh chị em? Chúng ta cũng phải có thái độ như vậy với Chúa Khi chúng ta làm bất cứ việc gì, bận rộn đến cỡ nào Mệt mỏi đến cỡ nào Nhưng chúng ta vẫn phải để đôi tai của chúng ta Túc trực bên cạnh Chúa Khi Ngài gọi, Ngài nói Ngài muốn nói chuyện Chúng ta nghe được ngay lập tức Đúng không anh chị? Anh chị em làm được mà Đối với con chúng ta, chúng ta còn làm được như thế mà Bởi vì chúng ta yêu chúng nó Chúng ta đã quan tâm đến chúng nó Vậy hãy đối xử với Đức Chúa Trời còn hơn thế nữa Amen anh chị em Vậy cái người mà thi thoảng mới nghe được ấy Không phải là người có mối quan hệ mật thiết với Chúa Nếu như anh chị em muốn có mối quan hệ mật thiết với Chúa Là cái người hằng ngày nghe hằng ngày nghe được tiếng, của Chúa Chứ không phải là thi thoảng Giống như vua David này hay giống như môi xe anh chị em Môi xe là một người hằng ngày nghe tiếng Chúa Ông có 40 ngày kinh ăn cầu nguyện, kinh ăn trên núi và được tương giao trò chuyện hàng ngày đúng không anh chị em? David cũng như vậy, ông hàng ngày nghe thấy tiếng của Chúa, hàng ngày nó phụ thuộc vào chúng ta có khao khát và mong muốn hay không. Nên tôi muốn rằng anh chị em hãy trở nên những người hàng ngày nghe.